Mỹ Taran Kekoagan, 36 tuổi tự nhận là người đồng tính nam khiến nạn nhân không đề phòng. Taranke bị tòa án quận Fulton, bang Georgia kết tội hiếp dâm. Thông cáo ngày 25 tháng 2 của công tố viên quận cho biết, nhà chức trách xác định, tháng 8 năm 2015, Taranke làm quen với nạn nhân sau thời gian cùng đi một tuyến xe buýt. Vì nạn nhân là người đồng tính nữ và đã có bạn gái, Taranke nói dối là đồng tính nam. Điều này khiến nạn nhân cho rằng hắn không hứng thú với mình. Tối ngày 6 tháng 9 năm 2015, khi nạn nhân lỡ chuyến buýt cuối cùng trong ngày, Taranke đề nghị chở chị ta về nhà để không phải đi bộ. Giữa đường, Taranke mượn cớ lấy ít cần sa để dừng xe tại nhà riêng và dụ nạn nhân vào trong. Taranke Kogan, ảnh Fulton County Sheriff's Office. Khi cả hai ở trong phòng ngủ, Taranke khống chế, dọa sẽ gọi bạn tới giữ tay nếu chống cự. Vì trước đó nghe thấy giọng đàn ông trong căn nhà, nạn nhân tin lời đe dọa của Taranke là thật và buông xuôi. Sau sự việc, nạn nhân trốn được khỏi nhà riêng của Taranke, tới bệnh viện khám rồi trình báo cảnh sát. Làm việc với cảnh sát, nạn nhân có thể miêu tả chính xác không gian bên trong nhà Taranke. Đồ lót của nạn nhân cũng được tìm thấy trong rổ quần áo tại nhà Taranke. Dù cả hai bên quan hệ thuận tình, Taranke vẫn bị bắt giữ và khởi tố về tội hiếp dâm. Tại tòa, Taranke nói không phải người đồng tính và chỉ hẹn hò với phụ nữ. Hiện, ngày tổ chức phiên tòa quyết định hình phạt chưa được ấn định. Theo khung hình phạt, bị cáo đối mặt mức án lên tới 25 năm tù không ân xá. Quốc đạt theo CBS News Let's Block Act. Oi.